Xin chào tất cả mọi người đang xem video của Dũng Lab nhé. Hôm nay em làm cái video clip quay giới thiệu với mọi người cái pin ép cách ly em vừa mới lắp xong, thì em lên quay video giới thiệu mọi người và nói giá luôn. Combo này em bán đang bán giá là 7.500.000, giá đã bao gồm vận chuyển toàn quốc, bảo hành 1 năm, pin ép cách ly 3 kVA, lõi của Liwa Nhật Linh. Tại sao em lại nói hôm nay cái video này lần đầu em lại nói là lõi của Liwa Nhật Linh luôn? Đây, lõi này là ở con pin ép PS30-06, giá bán đang là 12.900.000 theo giá niêm yết của nhà máy. Con này em vỏ của nó bị vận chuyển vỡ hết rồi, móp méo hết. Thì còn em lấy mỗi lõi này thì em lắp sang cái vỏ nhôm này, em bán giá thanh lý cho anh em là 7.500.000, bảo hành trách nhiệm 6 tháng cho anh em chơi audio trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu thì có thể gọi theo số điện thoại em để ở dưới chân trang. Thì sau em sẽ giới thiệu qua cấu hình của con này. Con này điện áp nếu mà mặc định của nó sẽ giống như con này. Con này là PS3004 này. Thì đầu vào của nó gồm có 210, 215, 205 và 220. Nhưng mà con này em chỉ có cho đầu vào 220V thôi. Thì vì nó không có, em không làm các cái cầu chuyển, cái cọc cầu chuyển điện áp như con kia. Con này lõi bên trong là lõi của Liwa nhá, 100% của con model máy này. Thì em có gửi đi thì nó bị vỡ hết vỏ nhôm này, nó chuyển phát nhanh, họ vỡ, họ cũng có đền bù vì em có mua bảo hiểm, nhưng nó vỡ móp hết rồi. Thì em mới tháo vứt cái vỏ ra, em mới lắp vào vỏ nhôm này. Hai con này không khác gì nhau cả, lõi đúng 100%, lõi in xì như nhau luôn. Em có thể mở cái máy này ra cho mọi người xem được. Tí em sẽ mở. Đây, em giới thiệu qua này luôn. Con này đi áp đầu vào là 220V. Đầu ra cách đi khử nhựa chống giật gồm có 110V và 220V. Và hai cái cổng này điện áp sẽ giống nhau. Thì em lắp chung một cái vỏ này em đang lắp mà. Thông số chuẩn 3000VA luôn. Được lắp bởi Dũng của Nam lắp. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em nhé. Cách ly thì em đã bao gồm có cả mạch khởi động mềm chống nhảy áp tổng, một mạch lọc chuyên lắp cho UPS, hàng này là hàng lưu kho mới 100% như các video trước em đã quay. Vì về lô lọc là em sẽ lắp lô lọc đấy, lọc chuẩn luôn. Dây điện em lắp trong này đều là dây điện của Liwa hết, dây hai, dây 1x4, ổ cắm của Mỹ, Hubel của Mỹ, hàng lưu kho chưa qua sử dụng. Đuôi nguồn em sử dụng đuôi nguồn Frutech loại tốt. Đây, đuôi nguồn của em đang sử dụng đấy ạ. Giá 7.500.000, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Lõi thì giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của Liwa thì lượng từ trước ra người ta sẽ quấn luôn luôn có màn chắn nhiễu. Đây là cái dây tiếp địa, ổ cắm. Anh em lưu ý là dùng lọc thì nên có tiếp địa để tốt nhất cho lọc nhé. S Tomat đôi luôn 15A, đủ với công suất của máy biến áp 3000W. Đồng hồ báo vôn, đồng hồ báo A, dòng hiển thị. Con này dòng không tải là 0.01A. Và biến áp cách ly thì chỉ có tính năng là khử nhựa chống giật thôi, chứ không có tính năng ổn áp như một số anh em quay video nói ở một số cái biến áp mà anh em trên YouTube bán. Biến áp thì là chỉ là biến áp thôi, chứ không thể biến áp là ổn áp được. Ổn áp thì nó sẽ có mặt quét trên bề mặt, chổi than là quét trên bề mặt như này, nhưng biến áp chỉ là một cục biến áp quấn cách ly giữa sơ cấp và thứ cấp tách biệt hoàn toàn, và lấy các điểm ra điểm điện áp ra trên cuộn dây. Giả sử bây giờ mà điện áp em cho giảm xuống này. Đây em có cái vô cấp này, em giảm xuống này thì nó cũng giảm xe theo 168V, đầu vào 168 và đầu ra 168, đầu vào 235 và đầu ra cũng 235, chứ không bao giờ có đầu. Đây, đầu vào điện áp lúc nào đang khỏe 225 thì nó cũng là 225V mặc định, chứ không bao giờ nó có thể là biến áp cách ly này là như một số anh em giới thiệu là rất tốt, điện áp rất ổn định. Điện áp làm sao mà ổn định được? Vỏ nhôm toàn bộ nhôm phay nha mọi người nhá. Vỏ này là vỏ của Trung Quốc luôn, nói cho dễ hiểu, không phải ở đâu cả. Quay video thì nói thẳng nói thật,
Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Còn đây giờ em sẽ mở cái con biến áp cách ly 12 triệu của hãng ở đây luôn, 100% lõi của nó đây. Quay luôn cho mọi người xem luôn. Con này là mới 100% cho con sử dụng. Nguyên tem vỡ thì cũng phá. Từ trước giờ nếu trong các video trên YouTube thì chỉ có em mới có những cái video mà quay hàng chính hãng, review bên trong cho anh em xem. Thì vì những mặt hàng này em hay có. Ôi, đợi em chút, vừa quay vừa vặn nó hơi khó ạ. Đây mọi người nhá, đây là cái củ biến áp của Liwa, mua em máy mới nhất 2020 này. Con máy này năm 2020 đấy, củ nó bên trong này không khác gì của em cả. Có điều của em khác ổ cắm của nó, Liwa là người ta đặt ổ cắm nó đặt trên đây là audio luôn, còn của em thôi. Củ này 100% của Liwa nhé. Anh em nào có thể đến kiểm chứng tại kho nhà em. Bên em máy mới, máy cũ đều có nhé. Còn nếu mà anh em thích loại này mới thì em cũng sẽ có. Đây, Liwa Diamond này. Model máy này PS30F06. Loại này model này có lọc. Bên em đang bán ra là 17.500.000. Giá bao gồm vận chuyển toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em. Máy này sản xuất ngày 20 tháng 7 2021. Trên này đọc ngược và đây sẽ đọc xuôi. Trọng lượng của con này là 26 kg. Đó là PS30F06. Cách ly thì bên em vẫn còn 1-2 con nữa. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em. Đây, đây cũng có con cách ly lõi của Liwa. Con này là vỏ nhôm phay anlốt trắng toàn bộ nhá. Đấy, con này thì vào video chính, con này thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em nhé, ship hàng toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nhé.